Dạ vâng, cửa hàng nông công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới dọn rửa tiếp được hai con cực cơ xích Estin 021 và Estin 170C. Đó, một con là nòng 40 ly và một con là nòng 37 ly. Đó, cho các bác về nhu cầu, tùy các bác nào mà muốn to khỏe thì lựa chọn một con 021 này. Còn các bác nào về câu nhu cầu sử dụng ít gia đình thì xài con 170 này các bác nhé. Con này thì tích hợp luôn chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng. Đó, còn hai máy móc này của bên em là cực kỳ ngon đẹp rồi. Tình trạng máy móc đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Bảo zin cho các bác từ A tới Z, nguyên zin nguyên bản. Hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Nguyên zin chính hãng luôn. Hàng hai con này là chuẩn hàng bãi Đức các bác nhé. Chuẩn hàng bãi Đức. Này, bô zin này các bác ạ. Con này cũng thế. Bộ zin, tất cả linh kiện này đều zin nguyên bản các bác nhé. Đó, phần thắng xích này đều dập Estin cả thôi. Đó, không nhìn rõ. Đó, trong này. Đó, linh kiện này dập Estin hết. Này thế, dập Estin. Còn máy móc thì không phải lan tan gì cả. Made in Germany bãi Đức nha, Estin 021. Ốc lam tích hợp hai ốc lam cực kỳ chắc chắn rồi. Đó. Nòng bạc sáng kén nguyên các bác nhá. Nhìn qua tổng thể à. Không một bạc các bác nhá. Ốc này sáng nguyên. Chưa hề có han rỉ gì luôn ạ. À. Hàng tuyển mà các bác. Có cái phần ốc lam này không biết là giúp mà do vận chuyển hay làm sao mà có cái phần cát ở đây. Này, chắc là lúc mà bên giao hàng người ta hoặc là bên bỏ máy cho em mà người ta có cái tác động nhẹ gì vào rồi. Nhưng mà nó không, cũng không có ảnh hưởng gì các bác nhá. Về các bác sử dụng không làm sao cả. Đó, đảm bảo cho các bác là không có vấn đề gì về cái vết này luôn. Đó. Còn máy thì không phải lăn tăn nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đó, trên video thì có sao thì em quay vậy. Đó, các bác nào được thì ưng ý thì chốt về bên em. Ốc lam, hai ốc lam các bác nhá. Tình trạng máy móc ngon lành từ A tới Z. Lam của nó, lam con này là 40 phân. Mặt cắt được 35 nhá. Và con kia cũng thế. Các bác nào muốn nhu cầu sử dụng lên lam dài hơn thì các bác phụ cho em thêm xíu tiền thì em sẽ lên lam dài hơn cho các bác. Đó, còn nguyên zin như thế nào thì em bán cho các bác thế vậy thôi. Đó. Tổng thể máy này. Nguyên zin nguyên bản. Đó. Thắng xích đầy ngủ nguyên nhá. Con này cũng thế. Thắng xích sử dụng đầy đủ. Và phần bên này, này là nắp xăng nhá. Bên này là đổ xăng này. Còn bên này là đổ nhớt thải ra lam xích, bôi trơn lam xích. Con này cũng thế. Đằng sau là xăng pha nhớt, đằng trước là nhớt đổ ra lam xích. Đó, hai con. Nhu cầu tùy các bác nào mà về mà các bác muốn mà xài công suất lớn thì lựa chọn con 021 các bác nhá. Và công suất bé thì lựa chọn con 170. Và giá của bên em bán là con này 021 này em bán với giá là 3.600.000. Đó, 3.600.000. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Số điện thoại của em đây để trên màn hình rồi. 3.600.000 hoàn toàn miễn phí ship các bác nhé. Và con Estin 170C giá 3.200.000. Đó, tích hợp chủ giá trợ lực luôn. Đó, còn máy móc bên em thì đảm bảo cho các bác có uy tín là chủ yếu. Máy móc có sao thì em nói sẵn trên video. Máy móc đảm bảo cho các bác chưa bung chạm máy móc gì cả, nguyên zin từ A tới Z, bi tông sọc ngang. Đó, nòng hơi cứng cáp nguyên. Một con 3.600.000 và một con 3.200.000. Miễn phí ship các bác nhá. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Đó, vâng, và bây giờ thì để em test nổ cho các bác nào qua từng máy từng con một nhá. Đó, các bác nào ưng ý được thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Dạ vâng, con đầu tiên Estin 021 test nổ cho các bác nào qua từng máy luôn. Dày giật, các bác nhìn quả. Như mới luôn các bác nhá. Dây giật zin của nó luôn đấy ạ. Giá 3.600.000. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhé.
Dạ vâng, tiếp theo một con Estin 170C này, giá 3,2 triệu, cực kỳ đẹp đẽ luôn các bác nhé. Đây, cho các bác xem quà. Nhẹ đã xuất sắc chứ các bác ạ. Lửa zin nhá, nòng zin này, bô zin này, bình xăng con zin. Đó, không hề pha tạp gì nhá, nguyên zin chính hãng từ ATZ cho các bác. Để luôn về giật nổ các bác xem quà. Đó. Máy móc nổ thì không phải lan tan gì rồi. Em đã dọn nổ rồi, cũng như là căn chỉnh ngon lành từ A tới Z cho mọi người sử dụng. Rất là nhẹ nhàng nhá, kéo nhẹ cái nổ thôi. Đó. Tại vì cái này nó có tích hợp chụp giật trợ lực rồi này. Nên là các bác về sử dụng thì không cần phải dùng lực gì nhiều cả. Kéo nhẹ cái là nó sẽ nổ thôi. Đó. Giá 3,2 triệu. Thôi, hai con này các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại của em ở đây trên màn hình rồi các bác nhá. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.